Chào tất cả bạn, tính chủ trường bây giờ sẽ quay trở lại cùng với bạn với bài 8 của giáo trình Hán ngữ 1, phần tập viết. Và chữ đầu tiên chúng ta cần phải viết đó là chữ cựa. Chữ cựa thì các bạn làm như sau: nhân này và gì ạ, nét sổ này, thì ta đọc là cựa. Việt Nam có con dao cái cuốc thẳng người, con cái thẳng được gọi là lượng từ, thì Trung Quốc nó dùng lượng từ cựa. Đây là lượng từ đầu tiên, về sau thì chúng ta sẽ xếp vào các lượng từ chuyên biệt sau. Còn bây giờ thì chúng ta cứ tạm dùng là lượng từ cưa đã. Đầu tiên bạn có bộ diện, bộ nhân này, nét diện, nét sổ. Thế một người bạn nói sao? Ý cửa rấn. Ý cửa rấn. Ý cửa rấn. Ý cửa lão sư, một ông thầy giáo. Ý cửa sế sân, một cậu học sinh. Ví dụ như thế. Ta có từ chảo dự là há cảo. Thì bạn làm như sau. Món này là món thực phẩm đúng không? Ăn thì mang gửi tiền được, giao hàng của mình. Thế này bạn đọc là chảo nhé. Âm Việt gọi là gì? Giảo. Đầu tiên bạn có bộ gì? Bộ thực. Thực là nói về món ăn mà, nên có bộ thực. Họ mình cần thì họ sẽ giao hàng cho mình đúng không? Chữ này là chữ giao. Giao thông, giao nhận. Chảo chữ, thế chữ chữ thì làm ất móc này, dự hay gọi là tử đấy, đứa trẻ của trong tạng này, chảo dự. Ủa yào chư chảo dự, tôi muốn ăn há cảo. Thì mình nói là gì? Ủa yào, tôi muốn nhá. Ủa này, yào trên tây dưới nữ, chư là ăn, chảo dự bộ thực, chữ dao. Của là tôi nhé, yào là muốn nhé, chứ là ăn nhé, chảo chữ là há cảo. Yào thì bạn có bộ gì? Trên là bộ gì? Bộ tây, cái bình pha cà phê. Ở dưới bộ nữ, chúng ta muốn con gái phương tây pha cà phê cho uống đúng không? Thế còn chứ ăn thì ăn bằng gì? Ăn bằng mồm. Ai ăn, người ăn, bộ nhân nào, nó vẫn rộng đấy, có gì ăn cả bộ ất nha. Đầu tiên là bộ nhân nằm, khẩu ta không nói lại. Bộ này ta có bộ nhân, nhân nằm. Và dưới ta có bộ gì? Bộ ất. Ăn thì ăn bằng gì? Ăn bằng miệng. Ai ăn, người ăn, nắm rộng không gì ăn cả. Chứ có nghĩa là ăn. Ủa yào chứ chảo dự, tôi muốn ăn há cảo. Thì chảo dự cũng là một món ăn khá nổi tiếng ở Trung Quốc, khá quen thuộc với người Trung Quốc. Ở bên ngoài thì là nó gồm nhân bột đúng không? Ở trong thì có thể có nhiều, có cái chảo dự thì người ta dùng con tôm lõng ở bên trong ăn cũng rất là ngon, hoặc là có thể ở trong người ta dùng thịt cua hoặc là thịt người ta băm nhỏ cho bên trong cũng được, ăn rất là tốt. Từ kế tiếp mình hướng dẫn các bạn đó là từ mỉ. Mỉ có nghĩa là gì? Mễ là gạo. Thì bạn làm như sau: ngang sổ. Bây giờ bộ này bộ mộc đúng không, là cái cây. Cây lúa nó làm sao? Trổ bông, nó tạo ra gì? Ra mỉ. Có nghĩa là gì? Mễ. Mễ là gì? Mễ là gạo. Thế phạm thì là thế nào? Là gạo đã luộc lên rồi thì gọi là phạm, là cơm. Đằng trước bộ gì? Bộ thực. Đằng sau chữ phạm, bạn đọc cái chữ là phạm. Đằng trước gọi là phạm đấy, là cơm. Cơm thì có phải là mọi thực phẩm không? Có bộ thực nè, đúng chưa? Đằng sau là chữ chỉ phát âm của nó, và chữ diện, chữ phản. Phản nghịch đấy. Nó gồm bộ Hán là sơn núi, cộng bộ Hữu ghép lại thành chữ phản, phản nghịch. Phần đằng trước chỉ nghĩa, phần đằng sau chỉ phát âm. Cơ là thực phẩm, đằng sau chỉ phát âm phản 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 phản. Vì chưa phản nữa mà, bạn ăn cơm chưa? Đúng không? Bình thường ở trong sách thì dạy là mì phản. Nhưng trong đời sống thì khẩu ngữ gọn luôn nói tắt, nói ngắn. Thì họ sẽ hỏi là mì chưa phát lâm à, bạn đã ăn cơm chưa? Ví dụ họ sẽ nói này, nỉ này, chưa phát lâm à. Nỉ là bạn nhé, chưa là ăn nhé, phát lâm à. Chữ lơ này, nó chính là chữ liễu, là nói việc đã xong rồi, đúng không ạ? Còn đây
là bộ liễu. Bộ liễu, bộ liễu thì chính là bộ thôi, còn chữ liễu thì sẽ đứng làm chữ được. Ma là câu hỏi, bộ khẩu hỏi mở mồm ra, hỏi cưỡi ngựa đi hỏi, sau bộ mã. Nếu chưa phát ra ma, bạn cơm chưa, ăn rồi bạn bảo, trừ là nếu chưa ăn bạn bảo mấy hiểu à, chưa. Tiếp theo ta có một cái từ là từ sứ thám là nhan. Nhan thì bạn làm như sau. Đầu tiên nhan phải có cái mái nhà đúng không, ở dưới có gì ạ, có lương thực đúng không, bạn đọc cả sứ là sứ có nghĩa là thực. Đầu tiên nhan phải có cái mái nhà, cái bộ trên bộ nhân giống như mái nhà, ở dưới bộ gì ạ? Bộ lương, tức là gì ạ? Lương thực, lương. Dưới mái nhà có lương thực tức là nhà, sứ thám. Chữ thám bạn biết như sao? Tiểu, mình, khẩu, thổ, bạn đọc là thám. Ta gọi là chữ gì? Chữ đường. Đầu tiên ta có bộ gì ạ? Bộ tiểu. Sau đó bạn có bộ gì ạ? Bộ mình. Mình là cái gì ạ? Giải lụa. Bộ gì nữa? Bộ thổ. Thổ là gì ạ? Thổ là đất. Ủa chỉ sứ thám chư phạm, tôi đi nhà ăn cơm. Các bạn viết cả câu nhé. Của này, chỉ là đi, sứ thám chư phạm, của chỉ sứ thám chư phạm, tôi đi nhà ăn cơm. Của là gì? Tôi chỉ là đi sứ thám chư phạm, tức là tôi đi nhà ăn cơm. Sau đây chúng ta đi tiếp với một cái từ nữa, đó là từ xiên. Y xiên tức là một số. Xiên thì bạn viết như sau. Đầu tiên ta sẽ viết chữ chỉ, bộ chỉ và bộ nhị. Xiên tức là một số, một số. Chỉ tức là gì ạ? Đình chỉ không cho ai làm điều gì đó. Chỉ có nghĩa là gì ạ? Muôn một cái. Nhị có nghĩa là số, số 2. Y xiên là một số người. Y xiên là học sư, một số thầy giáo. Và y xiên là học sinh, một số học sinh. Ví dụ như thế. Ta có một từ nữa, đó là bao tử. Bao tử tức là bánh bao. Các bạn làm như sau. Bộ bao này, bộ tị này, bao. Việt Nam mình gọi là bao luôn. Bao chữ ất móc gạch ngang chữ tử. Thế làm thế nào để nhớ được từ bao chữ? Bên ngoài nó phải được bao bằng lớp vỏ bột. Ở bên trong nó được làm bằng nhân thịt rắn. Tị tức là con rắn. Các bạn đừng có nghĩ là ngày xưa người ta nói thế nhé, do mình tự biện ra ấy. À, bánh bao vỏ nó được bao quanh bằng cái gì ở vỏ bột đúng không, ở trong là nhân thịt rắn. Bao tử là bánh bao. Ủa yào chư bao tử, tôi muốn ăn bánh bao. Ní yào chư bao tử mà, bạn muốn ăn bánh bao không? Ngoài ra ta còn có một từ nữa là gì ạ? Mèn kéo là mì sợi. Các bạn viết như sau, như này bạn gọi là mèn, đó là chữ diện, diện tích ý. Dùng lại chữ mèn này. Chữ thiếu, chỉ, nhất, tiểu. Bộ nhi viết riêng này. Thiếu, miền thiếu tức là mì sợ. Chỉ tức là gì? Đi lại gần. Nhất là số 1. Tiểu có nghĩa là bé nhỏ. Nhi, bạn viết riêng ra nha. Nì chư miền thiếu mà. Ủa mề thiên tâu chư miền thiếu. Tôi hàng ngày đều ăn mì sợi. Từ kế tiếp chúng ta sẽ đi, đó là từ trung ngủ. Trung ngủ có nghĩa là buổi trưa. Bạn vẽ hình chữ nhật kẻ dọc xuống. Ta có chữ này là chữ trung, Trung Quốc này, hoặc là trung ngủ buổi trưa, trung. Đây chính là từ Trung Quốc đấy. Chữ ủ các bạn viết như sau, như này. Bạn đọc là ủ là ngọ, tức là 12 giờ trưa. Thế có một chữ khá giống, bạn biết chữ gì không? Chữ ngưu là con trâu, đầu sừng này, hai sừng sườn, một đuôi,
Ngưu là con trâu và tiếng Trung nó đọc là gì? Niêu là ngưu là con trâu. Con trâu này đến 12 giờ trưa nó nóng quá thì nó rụt cổ lại ở trong chuồng và chúng ta không nhìn thấy cái đầu của nó đâu nữa. À, 12 giờ trưa thì con trâu làm gì nhỉ? Rụt cổ lại đúng không? Không thấy đầu đâu. Chui trong chuồng, bật điều hòa 18 độ, nằm khệch ngủ. Bởi vì nóng quá, trâu cũng không muốn ra đồng nữa. Tớ biết. Trung ngủ là buổi trưa. Buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm? Trung ngủ nỉ chi nào chư phạm. Các bạn viết cả câu nhé. Trung ngủ nỉ chi nào chư phạm. Trung ngủ nỉ chi nào chư phạm. Tôi đi nhà ăn cơm. Của chị sứ tháng chư phạm. Của chị sứ tháng chư phạm. Tôi đi nhà ăn ăn cơm. Và khi mà chúng ta viết từ, chúng ta đừng viết từ không, mà chúng ta viết cả câu ra. Và tốt nhất là thuộc lòng cả bài khóa. Viết cả bài khóa thì nó sẽ ngấm từ rất là tốt. Kế đến, chúng ta sẽ giải quyết một từ, đó là quả, là cái bát, quả. Đây là một từ rất khó nhớ, rất nhiều thầy cô giáo không biết được, nhưng các bạn sẽ biết được, mình bày cách cho cả. Thứ nhất, đó là bộ thạch, là viên đá, bộ miên, bộ tịch, và bộ tị, quản, nguyên uyển. Thế bộ thạch là gì? Thạch là viên đá, lăng tử, sườn núi xuống, các bạn thấy đấy. Cái này mình viết hơi khác trong sách. Mình đang viết lối hành thư, còn trong sách thì họ sẽ viết lối diện, lối khải thư. Khải thư thế này, nó sẽ chậm hơn một chút, đúng không ạ? Tiếp theo là có bộ diện. Bộ miên, bạn biết bộ miên là gì? Miên là cái mái nhà. Kế đến bạn có bộ diện. Bộ tịch, tức là buổi chiều. Sau đó có bộ tiết, tức là cái diện, cái đốt tre. Cái bộ tiết này các bạn chú ý nhá, nó còn một dạng hành nữa là tiết này. Nó có một cái bộ khá giống nó nhưng không phải là nó. Như thế này. Tị, trồi, kỷ, sụt, dĩ, lưng lưng. Tị là con rắn này, kín hết, các bạn thấy không, kín hết. Kỷ sụt ở chỗ này phải chấm nhá, kỷ là tự kỷ là bản thân mình. Dĩ lưng lưng, dĩ là dĩ vãng cuộc tình này. Thì ở đây nó chỉ lên đến nửa là dừng luôn. Thì bạn nhớ câu thơ của mình nhé. Và bạn sẽ không bao giờ quên nữa này. Tị chối, kỳ sụt, dĩ lưng lưng. Thế là xong, bạn nhớ luôn. Và ba chữ này là ba chữ khác nhau. Tị là con rắn, kỳ là bản thân mình. Dĩ là dĩ vãng cuộc tình. Còn bộ tiết thì lại hở ở chỗ này đấy. Hoặc là nó sẽ đứng thẳng lên như thế này. Tiết là cái đốt tre. Vậy bây giờ ta nhớ cái chữ quản là cái bát như thế này. Cái bát được làm bằng đất nung, thạch. Ăn ở đâu? Ăn trong nhà. Bộ miên là mái nhà. Ăn lúc nào? Ăn buổi chiều tà, bộ tịch. Và ăn với cái gì ạ? Cái đũa tre. Tiết là cái đốt tre, đũa tre nhá. Thế vậy thôi. Bạn đã nhớ cả được cả chữ cái bát rồi. Trông nó rất là phức tạp đúng không? Nhưng mà bạn sử dụng câu chuyện bạn nhớ nó luôn. Ủa dạ, yêu à, chi tăng thang. Tôi muốn một bát canh trứng gà. Vậy thì ta có cái thang thì viết như thế nào? Thang bạn viết như sao? Canh thì có nước đúng không? Ba chấm thủy này. Như này. Bạn đọc là gì? Thang có nghĩa là gì? Canh. Canh thì phải có nước nhỉ? Thì đầu tiên có ba chấm thủy cho tớ. Ba chấm thủy này. Đó. Kế đến có gì nhỉ? Bạn có ngang này. Đây, nhất đấy, đúng không? Và sau đó bạn có bộ gì? Bộ vạch. Thế thôi. Thì bạn đã được chữ thang rồi. Ủa dào, yêu ảnh, chi tạm tham. Tôi muốn bắt canh trứng gà. Bây giờ ta sẽ phải giải quyết một chữ, đó là chữ mán thậu. Có người hỏi mán thậu có bao sự khác nhau điểm nào? Mán thậu thì là không có nhân,
Còn bao thực sự thì là có nhân, nhân thịt, đúng không? Nhưng mà mán thầu là không có nhân. Mán thầu thì các bạn làm như sau nhé. Đầu tiên nó phải là thực phẩm không? Có. Đây là bạn có bộ gì ạ? Bộ thực này, bộ viết này, bộ võng này và bộ hữu. Cái này bạn đọc là mán này. Nó viết là màn, màn thầu đấy, Việt Nam gọi màn thầu đấy. Thì đây là món ăn, đây nó phải có bộ gì ạ? Bộ thực. Bộ gì ạ? Bộ viết. Cái đấy là bộ gì ạ? Bộ võng. Võng có nghĩa là gì? Mạng lưới. Tiếp theo bộ gì ạ? Bộ hữu. Thế chữ thấu thì viết thế nào? Đầu tiên bạn sẽ viết hai cái tóc của anh đây. Đây là cái đầu của anh đây. Cái này bạn đọc là gì ạ? Thấu. Ở Việt nó là chữ đầu luôn. Anh Đại có hai cái tóc trên đầu. Mán thậu, mạt đầu. Ủa giao chứ mán thậu. Tôi muốn ăn bánh bao trăm. Hoặc là Việt Nam gọi ăn bánh mạt thậu, đúng không? Thì lấy từ cái âm tiếng Trung là mán thậu ấy, đúng không? Chúng ta đi tiếp. Ta có từ chi, con gà. Chi thì làm thế nào? Đằng trước là bộ diện, bộ hữu. Đằng sau là bộ diện, bộ điểu. Thì ta có chữ chi. Chi nhẹ âm viết là kê, là con gà. Bộ hữu ta không nói là bộ điểu ta làm là đầu chim này, thân chim này, mắt chim này và gì ạ, lưỡi chim này. Đó là chữ điểu. Điểu là có con chim. Bạn nhớ đây là chữ điểu hiện đại giản thể, chứ còn phồn thể lại viết khác nhé. Còn cái mình đang chỉ cho bạn là cách làm sao nhớ được cái chữ giản thể đó thôi. Điểu là con chim, chi là kê, là con gà. Thế quả trứng là có gì ạ? Tạp. Tạp thì các bạn làm như sau. Đầu tiên là bạn có bộ sơ hay bộ thất cũng được. Ở dưới bộ trùng có chữ này, chữ tạp là chữ đảm. Đảm là quả trứng đấy. Đầu tiên ta giải quyết bộ này nhé. Bộ sơ hay bộ thất cũng được. Ở dưới bạn có bộ trùng. Trùng là gì? Con côn trùng hoặc con sâu. Tôi muốn một bát canh trứng gà. Bây giờ chúng ta sẽ viết một câu gọi là mấu chốt của bài này, đúng không? Tôi muốn một bát canh trứng gà. Của yào yêu à chi tạm thăng. Viết luôn ha. Của là tôi này. Yào là muốn này. Yêu à chi tạm thăng. Của yào tức là tôi muốn nhé. Của là tôi này. Yào là muốn này. Y quản chi tạm thăng. Tôi muốn một bát canh trứng gà. Yào là muốn đấy. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái từ nữa cũng rất khó, đó là từ phí triệu. Nhưng mà không khó đâu, dễ thôi, mình có cách đơn giản thôi. Phí triệu bạn viết như sau. Uống bia đúng là gì? Mà miệng có bộ khẩu. Uống bia gì? Bia trúc bạch. Uống bao nhiêu cốc? Uống 11 cốc. Vậy là đã xong cái phí nhá. Đó viết là chữ tỳ. Thế bây giờ cụ thể của nó như thế nào? Uống bia thì uống bằng miệng có bộ khẩu, không nói lại nhá. Uống bia gì? Bia trúc bạch. Bạch. Uống bao nhiêu cốc? 11 cốc. 11 cốc. Vậy thôi. Xong cái phí rồi. Chữ triệu càng dễ. Rượu được làm bằng gì? Bằng nước. Sau bạn vẽ bình rượu cho mình. Trong một cặn rượu. Cái này bạn đọc là triệu. Ở bên Việt gọi là gì? Tử đấy, đúng không? Rượu được làm bằng gì? Bằng nước. Có 3 chấm. 3 chấm rượu, 3 chấm thủy. Có cái bình rượu này. Vẽ cái bình rượu ra. Được chưa? Trong có cặn rượu. Thì người ta bộ này là bộ gì? Bộ rậu. Rậu tức là nó mất rậu đấy. Rượu này là nước. Đằng sau có bình rượu, trong có cặn rượu. Vậy xong rồi. Uống mấy thiên tâu khưa phí triệu. Tôi mỗi ngày đều uống bia. Bạn viết cả câu nhé. Của này. Mấy thiên hàng ngày tâu đều khưa uống
Của là gì? Tôi. Mày nhé. Hàng ngày. Tâu. Khơ. Khí. Chiều. Tôi hàng ngày đều. Đều làm sao? Đều uống gì ạ? Uống bia, đúng không ạ? Thì ở trong trường hợp này có chữ tâu thì gồm có thổ, phẩy, nhật, liễu, đúng không ạ? Mày thiên là nhân nằm, mẫu, mẫu là gì? Mẹ. Mày thiên là hàng ngày. Uống mày thiên tâu khư phí triệu, tôi hàng ngày đều uống bia. Vừa rồi chúng ta có học một cái chữ là từ nhã, là muốn, cần, phải. Thì nó viết như thế này. Đầu tiên là bộ tây là cái bình pha cà phê, đúng không? Dưới bộ bộ nữ bạn có chữ nhã. Muốn này cũng là nó, cần phải cũng là nó, đúng không? Của giao khuấy chia trên bộ tây dưới bộ nữ, chúng ta muốn người con gái phương tây pha cà phê cho uống, đúng không? Của giao khơ phí triệu, tôi muốn biết. Hoặc là phải nhé, của giao khuấy chia, tôi phải về nhà, đúng không? Hoàn toàn bạn dùng được chữ giao này, bạn viết cả câu ra. Của giao khuấy chia, tôi phải về nhà, đúng không? Của này giao khuấy chia, tôi phải về nhà, ví dụ như thế, đúng không? Thế thì cái chữ chia trong này có ở trên có bộ gì? Bộ miên là cái mái nhà, dưới bộ gì? Bộ thỉ là đuôi con lợn, trên người ở dưới lợn ở là cái nhà, chia là cái nhà, hết, đúng không? Của giao khuấy chia, tôi phải về nhà. Chữ giao nhé, có thể là muốn cũng được, hoặc là có những trường hợp thì nó là cần phải. Chúng ta phải dựa vào cảnh để chúng ta dịch thôi, đúng không? Trên đây thì tính chung chữ VN vừa hướng dẫn cho các bạn dứt điểm cái bài số 8 của giáo trình Hán ngữ. Việc của bạn nhà về nhà này, nội dung bài khóa viết ra cho mình. Đấy. Bài tập là hết. Và đọc cái nội dung bài khóa lên, up lên trên nhóm học tiếng Trung online của chúng ta. Và tôi sẽ chấm điểm và chữa các lỗi sai cho các bạn. Có một số bạn nói, anh em nhìn thấy bài 8 mà không thấy bài 9 hay 10 đâu. Nó ở đâu vậy? Nó ở đâu vậy? Thì chúng tôi xin trả lời, đây là chương trình học tiếng Trung có phí, online có phí của tiếng Trung.vn. Và bạn nào muốn tham gia đầy đủ từ Hán 1 cho đến Hán 4, 15, 30, 45, 60 bài thì 1.000 đủ, 1.500 chữ mà mình đang hướng dẫn theo cách này thì các bạn sẽ đóng 500.000 vào tài khoản của trung tâm tiếng Trung.vn. Và sau đó thì bên trung tâm sẽ chuyển cho các bạn cái tài liệu đó thông qua email, đồng thời cho các bạn vào trong nhóm học tiếng Trung online để đăng bài, hỏi bài, chấm điểm, chữa lỗi cho các bạn. Thì chúc trường VN, chúc các bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung trường VN sẽ quay trở lại với các bạn với bài 8 của giáo trình Hán ngữ 1. Bước 1, các bạn sẽ giờ phần từ mới và đọc qua cùng mình. Trung ngủ, chư, phản, sứ tháng, mán thậu, mì phạn, mì, giao, cửa, quản, chi tạng, thang, phí chiểu, y xia, trơ xia, na xia, chảo zi, bao zi, mẹn thiếu. Sau đó các bạn quay về với phần bài khóa và đọc cùng với mình. Trung ngủ nỉ truy nả chư phạn, buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm. Ủa truy sứ tháng, tôi đi nhà ăn. Nǐ chì shěn me, bạn ăn gì? Wǒ chì mán tòu, tôi ăn bánh hấp. Nǐ yào jǐ ge, bạn muốn mấy cái? Yí ge, một cái. Nǐ chì ma, bạn ăn không? Bù chì, không ăn. Wǒ chì mǐ fàn, tôi ăn cơm. Nǐ hè shěn me, bạn uống gì? Wǒ yào yí wǎn jì dàn tāng, tôi muốn một bát canh trứng gà. Nǐ hè ma, bạn uống không? Bù hè, không uống. Wǒ hè pǐ jiǔ, tôi uống bia. Chưa xìa sư sấm mơ, đây những cái này là những cái gì? Chưa sư chảo dự, đây là há cảo. Na sư bao dự, kia là bánh bao. Chúng ta quay lại phần từ mới. Trung ngủ là buổi trưa. Buổi trưa bạn đi đâu ăn cơm? Trung ngủ nỉ truy nả chư phạm. Của chỉ sứ tháng chư phạm, tôi đi nhà ăn cơm. Mán thậu là bánh bao chay. Nỉ chư mán thậu mà, bạn ăn bánh bao chay không? Của bù chư mỉ phạm, tôi ăn cơm. Của chỉ mái mì, tôi đi mua gạo. Yào là muốn. Của yào y hoàn chi tan thang,
tôi muốn một bát canh trứng gà. Cửa là lượng từ của những gì, đồ vật, ví dụ như là 一个人, một con người, 一个老师, một thầy giáo, 一个学生, một cậu học sinh. Cậu, người thì đấy là lượng từ. Khi chúng ta chưa tìm ra các lượng từ chuyên biệt thì chúng ta sẽ tạm thời dùng cửa. Quảng là bát. 我要一碗鸡蛋汤, tôi muốn một bát canh trứng gà. 你喝啤酒吗? Bạn uống bia không? 一些 là một số. 一些人 很好, một số người rất là tốt. 一些人 不好, có một số người không tốt. 这些东西 是谁的? Những cái đồ vật này là của ai? 那些报纸 很好吃, những cái bánh bao kia rất là ngon. 我不吃饺子, tôi không ăn há cảo. 你吃包子还是吃面条? Bạn ăn bánh bao hay là mì sợi? Vậy chúng ta quay sang biến điệu của chữ y, phần chú thích. Bình thường y nó vẫn đọc là y, nhưng y sẽ đọc là ý khi từ kế tiếp kết thúc bằng dấu huyền. Ví dụ, y ban, y yuán, y bẩn, y cựa, y sứ, y nén, y tiện, y chuyện. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập. Thấu, sầu, bí, yền, khẩu, chi, gia, niếu, giáng, cầu, phạn, chai, của, trá, nải, râu, tan, thắng, yên, chiều, mán thậu, nán sậu, bao tử, tháo tử, chi đạn, chi thiên, su bao, su bao, ta chưa, nả ly, chư mán thậu, ăn bánh hấp, chư miền bao, ăn bánh mì, chư tàn cao, ăn bánh ngọt, chư chảo tử, ăn há cảo, khư cà phê, uống cà phê, khư níu nải, uống bia, khư bí chiều, uống nếu nải, uống sữa bò, khư bí chiều, uống bia, khư trà, uống trà, y phân, y thiên, y trang, y biên, y chấn, y khuế, y chía, y nén, y bẩn, y điện, y bả, y trạng, y cựa, y cựa, ý lẹn, ý bạn, tao chữ, cha chữ, sáo chữ, khoai chữ, chèn chữ, u chữ, chua chữ, ý chữ, quê chữ, hớ chữ, phán chiên, mình thiên, nén chinh, của cha, mình nén, khuấy tá, chí khứa, liếu xuế, nếu nả, phí chiểu, yếu dụng, mẫn khẩu, yếu phẹo, bú yạo, sứ đại, sĩ quan, bía tợ, phấn nhậu, chế tợ, má phan. Nhận biết đọc chữ Hán, chữ phan, chữ mán thậu, chữ bao tử, chữ mì phan, chữ miền thiếu, chữ chảo tử, khơ sấm, khơ thang, khơ trá, khơ níu nải, khơ bí chiểu, khơ sợi, khơ chi tàn thang, sấm thang, sấm su, sấm rấn, sấm chữ địa, sấm miếng tử. Nǐ qù nǎ chī fàn? Bạn đi đâu ăn cơm? Wǒ qù shí tǎng chī fàn. Chì shí shěme? Chì shí bào zì. Nà shí shěme? Kì là cái gì? Nà shí jiǎo zì. Nà xiè shí shěme? Những cái kia là những cái gì? Nà xiè shí miàn tiáo. Những cái kia là mì sợi. Nǐ qù shěme? Bạn ăn cái gì? Wǒ qù mì fàn. Tôi ăn cơm. Nǐ qù jǐ ge? Wǒ qù sān ge. Tôi ăn ba bát ba cuộn. Sang phần 4, hoàn thành bài đàm thoại. Nǐ qù nǎ chī fàn? Wǒ qù shí tǎng chī fàn. Chì shí shěme? Chì shí mán tǒu. Nà shí shěme? Nà shí bào zì. Nà xiè shí shěme? Nà xiè shí jiǎo zì. Nǐ qù shěme? Wǒ qù mán tǒu. Nǐ qù jǐ ge? Wǒ qù yí ge. Nǐ qù ma? Bù qù. Wǒ qù mǐ fàn. Nǐ hè tāng ma? Hè. Wǒ yào yí wǎn yí ge jī dàn tāng. Tôi muốn một bát canh trứng gà. Nǐ hè shěme? Bạn uống gì? Wǒ hè pǐ jiǔ, tôi uống bia. Hội thoại giao tiếp bài 5. Nǐ qù shěme? Bạn ăn gì? Wǒ qù mǐ fàn, tôi ăn cơm. Nǐ hè shěme? Bạn uống gì? Wǒ hè pǐ jiǔ, tôi uống bia. Nhìn tranh và mô tả. Chì shí shěme? Đây là cái gì? Chì shí khuài zì, đây là đũa. Chì shí wǎn, đây là bát. Chì shí shū, đây là sách. Chì shí zǐ diǎn, đây là từ điển. Chì shí shǒu jī, đây là điện thoại di động. Chư sư sản, đây là cái ô. Chư sư chi chưa, đây là cái xe hơi. Chư sư tiên sư, đây là cái tivi. Chư sư lưu in chi, đây là cái đài cassette. Chư sư tiền não, đây là cái máy tính.
Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn dứt khoát cho các bạn cái bài 8 của giáo trình Hán ngữ 1. Việc các bạn về nhà là đọc bài khóa và từ vựng 5 lần. Sau đó lần thứ 6 thì up lên trên YouTube, gửi link vào trong nhóm học tiếng Trung online để tôi chấm chữa điểm, chấm và chữa các cái lỗi sai cho các bạn. Việc số 2 là nội dung bài khóa, các bạn bật cái đĩa MP3 từ Hán 1, Hán 6 ấy, mua tại trung tâm ấy, tiếng Trung.vn đấy, thì các bạn bật nó lên từng câu một, viết chính tả lại nội dung bài khóa. Bài tập thì làm hết đi, sau đó kiểm tra lại với đáp án của tôi xem có đúng chính xác không. Tiếp theo nữa là bé tập tô trước bài số 9. Có một số bạn hỏi là tại sao là em cứ thấy có được bài 6 thì bài 7 lại không trên kênh tiếng Trung.vn, hoặc là kênh của thầy Phạm Duy Châu lại không có. Thì chúng tôi trả lời rõ luôn là có một số bài thì chúng tôi để ẩn, tức là các bạn mà đã đăng ký đóng phí tham gia lớp học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung.vn thì sẽ nhận được đầy đủ. Còn các bạn nào học miễn phí ở trên kênh của thầy Phạm Dương Châu thì sẽ chỉ có một phần thôi, 1/3. Đấy là câu trả lời ở bên trung tâm. Và nếu mà bạn muốn có đầy đủ toàn bộ cả các khóa học Hán 1, Hán 2, 3 thì cần phải đăng ký vào trong cái khóa học tiếng Trung online đấy. Và thủ tục đăng ký thì các bạn có thể tìm thấy ở trên trang tiếng Trung.vn. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.